Dạ đồ hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong thời gian vừa qua phải rất nhiều các anh các chị các cô chú tất cả tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt hôm nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp cận rất nhiều thông tin, đặc biệt là rất nhiều các anh các em trai ở tất cả các tỉnh về đây để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin tìm vợ. Đây tiếp tục câu chuyện tiếp theo. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ xin phép chào anh. Anh có thể cho anh chia sẻ anh họ tên là gì? Nguyễn Văn Khoa. Anh Nguyễn Văn Khoa. Anh Khoa em bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 58 tuổi. 58 tuổi. Anh Khoa hiện nay đang sinh sống ở đâu? Hiện lúc trước á thì ở chung bà già còn sống. Khi bà già mất á thì hai vợ chồng ấy ra Long Thành Đồng Nai. Vợ thì mần công ty. Tôi thì làm bảo vệ. Vì là trong thời gian làm á khoảng 3-4 năm thì đứa gái lớn á là Nguyễn Thị Mỹ Linh sinh 2008, Nguyễn Thị Mỹ Duyên á sinh 2011. Thì trong lúc vợ chồng tôi cũng êm ấm thì lúc khổ á thì vợ chồng cũng êm ấm, thuê nhà trọ ở cũng mần có dư được chút đỉnh đó. Sau khi á thì vợ con tôi nó có bạn bè trai gái lễ lộc đám tiệc nó đi, tôi cũng không có nói gì bởi vì thấy vợ mình cũng thật thà tin tưởng. Sau thời gian khoảng 2 năm sau thì nó có chút đỉnh nữ trang đeo trong người, cũng đám tiệc ăn dọn đó. Thì con tôi á nói học với cô Năm, nói là chị ruột của tôi, người thứ năm, tôi là người thứ sáu. Nói cô Năm ơi, cô Năm, mẹ con á đi đám ông nào cũng ịnh trên mình mẹ con á. Thì trước kia á thì tôi cũng đã có bệnh thần kinh ở bệnh viện Cần Thơ, nhưng khi tôi ra Biên Hòa điều trị thì nó hết, tôi cưới vợ đó. Thì trong thời gian đó thì chị tôi cũng giấu, con tôi cũng không nói cho nghe, bị gì chị tôi dặn đừng nói cha mày nghe, cha mày á cũng ảnh hưởng tinh thần về tâm thần, nói nó khùng điên mà ngăn không được. À, thì sau thời gian ấy nói học nữa, nó nói cha đi làm bảo vệ 5 giờ chiều đi, con nhỏ 7 tuổi á, 11 giờ rưỡi về, cha thì mẹ không làm gì trơn á, đưa rước học hành cơm nước tắm rửa đồ đạc cha làm không à, mẹ làm về cái mẹ giục điện thoại đó, mẹ điện người này người kia, mẹ dụ khỉ là con với em á ngủ đi, rồi con em ngủ mẹ quen ông nào á mặc đầm mặc jeep đi chơi, cũng giấu tôi luôn, mặc đầm mặc jeep đi chơi đi chơi với người bạn trai á. Sau thời gian ý kẻ nói tới người nói lui ở gần đó, tao không thấy vợ mày là tao thấy hình như là có bạn trai mà nó đi vào giờ đêm bỏ hai đứa con ở nhà. Tôi nghe cái thông tin gì á tôi cũng buồn cũng khổ, tôi điện về ông và vợ, bà vợ mất rồi, bà vợ bà thương tôi dữ lắm. Hồi đó ai cũng hồn này tâm thần nhưng mà này có hiếu, nó nuôi cha mẹ mười mấy năm trời á, nó tính ở vậy hả, mà vợ hết tỉnh thôi tao gả đó. Thì trong cái thời gian đó đừng nói rồi nó ông về vợ thôi, mày kêu vợ mày về tao giày la, rồi tôi thấy gì nó về thôi đó. Đặng ông về la nhưng mà không ngờ nó không có về gặp ông và vợ, nó về chị vợ ở Bình Dương á 3-4 ngày nó trở lại. Thì trong thời gian trở lại thì vợ chồng tôi cũng tôi bỏ qua tôi thôi, mình nghĩ rằng thương con à, không thẳng nó biết gì nó sửa đổi. Thì thời gian tôi cũng làm bảo vệ từ 5 giờ chiều tới 11 giờ giữa đêm á là tôi về, coi như là toàn bộ là vợ tôi không có làm hết cái chén nó không rửa luôn. Bạn gái nói sao bà có chồng có phước quá à, chồng con lo gì á mà bà đừng có quen bạn trai này kia. Thì tôi cũng làm thinh không nói gì. Sau thời gian 2 tháng sau á thì tôi đi làm bảo vệ về, thì vào lúc đó là khoảng chừng rằm tháng 7 á, trung thu năm 2015. Lúc đó một đứa mới nhỏ 4 tuổi mới vô mẫu giáo, còn một đứa 7 tuổi á thì nó mới lên lớp 2 à. Nó khi nó dẫn con đi á
Thì trong thời gian 3-4 bữa thì hai đứa con khóc, nó nói trên đồi về cha, con ngủ với cha mẹ đi đâu đi đi đó, con với em về cha. Thì trong thời gian đó nó đi mà trước kia nó nói giỡn giỡn ngoài, không có ngày tôi thôi ông tôi bỏ hai đứa con lại, không thì bỏ lại thì anh nuôi chứ làm sao, tính nó nói giỡn chơi thôi mình đâu có biết đó. Khi mà nó dẫn hai đứa con đi rồi nó còn điện nó nói nếu để hai đứa con ở nhà ông vui vẻ ông không có bệnh tâm thần trở lại đâu, ông không có điên đâu đó, tôi dẫn đi cho ông điên. Thì trong thời gian nó dẫn đi là tôi phải tốn mấy chục triệu vô bệnh viện Nguyễn Hòa đi điều trị, rồi thời gian nó ổn tôi cũng có mần dư được chút đỉnh, định là về quê đặng xây nhà, bị nhà thì đất cột cây không siêu sụp mà khổ, đi vợ chồng ấy tuần tính đi mần đó. Thì chưa kịp tới cái chuyện mà về nhà xây nhà thì tôi bị mổ xẻ ung thư đại tràng, vừa ở Đồng Nai vừa về ung thư ung bú điều trị nữa, thì trong thời gian đó cũng gần 200 triệu. Nhưng mà khi mà tôi chuyển về mà địa phương quê nhà thì sớm về bà con dòng họ người ta thấy tội nghiệp, ta lợi người ta cho tiền bạc tâm lơm đó, hôm này chắc chết đó, thì cũng được khoảng 101 triệu. Bây giờ sức khỏe tôi thì nó cũng ổn nhưng mà không có mần cái gì được hết, ngoài là bán 100 tờ vé số vòng vòng ở sớm đó, đó ủng hộ mua đặng sống qua ngày chứ giờ không có mưu quào gì nổi nữa được hết á. Thì tôi bây giờ thì nhờ cũng nhờ chị với nhờ người này người kia nói với tôi đến hiệp sĩ chú tên gì, Bình Dương Nguyễn Thế Hải, rồi Bình Dương Nguyễn Chí Hải, Nguyễn Thế Hải dạ yeah. Rồi gửi nhờ đăng lên mạng để tôi tìm vợ tìm con tôi, để biết là vợ tôi giàu nó không thương tôi thì tôi cũng không cần nó trở lại, bị gì nó đi cách đây cũng mấy năm trời rồi đó, mà nó ác ý nó muốn đi nó giết cho tôi khùng điên đặng hết mà ngăn đặng nó thoải mái, chứ vợ chồng không có cự cãi ly hôn gì hết trơn á đó, đi bất ngờ mà tôi tưởng nhau mẹ con nó là trốn mình dẫn chơi không à, nhưng mà thật sự tới đi hồi năm 2015 đến nay bên vợ thấy vậy giấu luôn, thành ra tôi không thể mà nào mà liên lạc được với vợ con gì hết. Con tôi năm nay đứa lớn á là 15-16 tuổi, đứa nhỏ cũng 12-13 tuổi rồi, hai đứa con gái. Tôi muốn được đăng lên mạng này để tìm gặp vợ gặp con để tôi biết con của mình còn sống hay chết, sự sống như thế nào đó, có học hành được không, sau này nó biết cái gốc cha nó nội ngoại gì á, tặng nó về sau này tôi có mãn phần nhắm mắt á tôi cũng vui lòng được gặp con. Còn dầu sao á tôi cũng còn chị em anh em khá giả, tặng là sau này lo cho hai đứa con tôi nguyện vọng nhiều đó thôi mà tôi đăng lên tôi bút. Bữa nay tôi được vợ Chí Hải Bình Dương này lên vậy là tôi quá mừng quá vui. Bây giờ tinh thần tôi, sức khỏe tôi không dám nhớ tới con, nhớ tới vợ. Mỗi khi nhớ tới con, tới vợ là thần kinh tôi nó căng, là tôi phải trở lại Biên Hòa điều trị. Thành ra tôi bỏ quên lãng. Thôi rồi, tôi chỉ có nhiêu thôi chứ gia cảnh tôi thì nghèo khổ, đất ruộng không có. Mà bây giờ sức khỏe thì coi như lớp mổ xẻ, lớp đang điều trị ung thư nữa. Rồi, em rồi lớp tâm thần mà khi mà mỗi đêm mà tôi nhớ đến con tôi mà nó còn nhỏ nó ra nó hát cho cha nó nghe đó. Rồi là đêm đó tôi mất ăn mất ngủ, sáng lại ngày sau á là thần kinh nó căng, thành ra tôi cũng không dám nhớ đến con, cái sự đó tôi lãng quên để giữ gìn sức khỏe cho tôi bình phục. Tôi chỉ nguyện vọng là nhờ cộng đồng mạng bà con, nếu có ai mà biết được vợ con tôi đâu điềm chỉ, tôi xin chân thành cảm ơn. Dạ em xin phép xin hỏi anh cái này nhé, anh cho em hỏi lại là anh họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Văn Khoa. Anh Khoa sinh năm mấy? Sinh năm 1936. Dạ rồi, anh nguyên quán ở đâu? Quê quán ở khu vực Phúc Hai, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Từ Cần Thơ. Còn anh cho em biết này, vợ của anh họ tên là gì?
Trần Thị Lệ Hoa. Trần Thị Lệ Hoa. Ừ. Và anh sinh năm mấy? Năm 1984. 1984, à, tuổi Tý ha. Yeah. Năm nay là cũng 39 40 ha. Dạ. Yeah. Rồi còn con của anh là họ tên là gì? Nguyễn Thị Mỹ Linh. À, sinh năm mấy? Sinh cái tháng thì không có coi nhưng mà nhớ cái năm là 2008. Một bé 2008, năm nay 15 tuổi. Dạ. Và một bé sinh năm mấy anh? Một bé Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh năm 2011. Một bé 08, 2008, một bé 21 ha. Dạ. Rồi anh cho em biết này, vợ và các con của anh bỏ nhà đi mất tích lâu chưa? Từ năm 2015 đến nay. Từ 2015 đến giờ phút này. Có nghĩa rằng là con anh năm nay 15 tuổi là lúc bây giờ thời điểm con lớn của anh là 7 tuổi. Dạ. 7, 8, 15 đúng không? Dạ. Ờ. Vậy là anh có biết lý do tại sao mà vợ và con của anh bỏ nhà đi một cách bạch vô âm tín mà thời gian rất dài 8 năm qua như vậy? Thì nói chung là ở thôn quê mà nhiều không, chứ không phải là riêng vợ chồng tôi. Đa số vợ chồng ở miền Tây ra vùng ngoài bằng công ty rồi nó thôi nó ở nhà, thôi bỏ nhau là lộn xộn hết. Ôi trời. Nói chung là vợ tôi nó có tình nhân khác nó bỏ thôi. Cho tôi không có chửi mắng đánh đập hay vợ chồng không cãi giả gì hết. Phải không? Nó chê tôi là mần đồng lương ít. Nó đeo đuổi theo những người bạn đua đòi vật chất. Nó ông mần lương tháng có 4 triệu bạc. Vì cho bảo vệ mà giữ có 6 tiếng đồng hồ đặng ban ngày á, tôi đưa con học hành đi chợ về chặt đồ rửa chén chùi lau tắm rửa con, vì nó bằng công ty mình nghĩ rằng vợ mình chắc là hồi ở quê cũng vậy, nhưng khi lên Long Thành Đồng Nai thì chắc là bản chất của nó rất hiền ít nói nữa, mà đâu ngờ lù khù nó dắt lù chạy thì tôi chân hững không biết đường gấp mồi, chứ thật sự là không có cãi giả hết, mà không vợ chồng không có nói vụ ly hôn, chứ nó đi là giấy tờ ly hôn còn đầy đủ hết. Có là hiện nay là vẫn danh chính ngôn thuận là vợ của anh. À. Anh cho em biết này, ai là người động viên hoặc ai là người lên tiếng bàn lên kế hoạch để từ quê, từ Thốt Nốt, Cần Thơ mà về đến Đồng Nai để làm việc anh? Ai bàn? Cái đó là bà chị, bà ở Phước Thái á, Long Thái, Long Phước Thành. Thái á. Yeah. Bà có chồng ở ngoài. Yeah. Rồi bà hầu thôi ở dưới quê á, cho mà đất thì không có, cho mày có cái nhà, mà nhà thì ngày xưa thì nhà nền đất cột cây. Đó, mà cây cây tạc nữa chứ đâu phải như bây giờ. Rồi hiện giờ ở nhà cũng còn y nguyên nữa, cũng hư hao muốn sập rồi. Rồi bà nghe nói bên từ thiện cho tiền đúc cái nền, đã cất cho nhà tiền chế, mà tôi đâu còn khả năng nữa mà để đúc cái nền. Đúc cái nền cũng 5-70 cả 100 triệu. Đó, rồi người ta cho rồi nói rồi vậy để qua. Vì trong cái thời gian này tôi lại bị mổ xẻ ung thư nữa, thành ra tôi lo hai cái bệnh này, còn cái bệnh tâm thần á, thì có thuốc Biên Hòa điều trị cũng ổn, nhưng mà mỗi khi mà nhớ đến con là coi như thần kinh tôi nó đảo điên hết. Hồi sáng chú thấy không, tôi lên là chú hỏi chú nói sao có chú chân, nếu mà không tin đầy đủ giấy tờ tôi tâm thần phân liệt của bệnh viện Đa Phát Cần Thơ. Rồi vợ đi cái bắt đầu bệnh tái phát trở lại, tốn hết mấy chục triệu nữa. Rồi giờ nhờ bà chị bà hướng dẫn là bị gặp cái sự việc mà này nè, rồi tiếp tục lên chứ để mơi chiều mà nó khỏe nó mệt hay bệnh hoạn rồi lên không được ha, sau này con nó không có biết cái gốc bên nội nó là ai. Rồi anh cho em biết này, từ khi vợ anh đi đến giờ phút là 8 năm qua. Yeah. Vợ và các con của anh có gọi điện hoặc có hỏi thăm hoặc có dò la tin tức là anh còn hay mất không? Coi như biệt tâm luôn. Đến giờ phút này là gia đình vợ của anh liệu khả năng có biết được vợ và các con của anh đang bên ở đâu vợ không? Chị em cha mẹ gục thịt bên vợ thì giấu toàn bộ, có nghĩa là biết, nhưng người ngoài á thì có người á người ta chỉ là nó ông già nó mất mà nó sợ về đây á là mình phát hiện được, không dám thăm, không dám thăm, không dám về luôn. Ờ. Mà nó ở ngoài Bình Dương nè, không biết chỗ nào thôi. Có là hiện nay là biết là thông tin là vợ và các con của anh đang ở Bình Dương. À. Và các con của hiện nay là còn học hay không thì anh không biết. Không biết mà sống hay còn cũng không biết, mà không biết nó sống với cái cảnh cha ghẻ hay là mẹ nó nuôi hai đứa con cũng không biết luôn. Em nghĩ rằng một người phụ nữ mà từ xa quê mà về Bình Dương để sinh sống và lập nghiệp, đặc biệt là làm công ty, mà để nuôi hai người con ăn học ở đất thành phố thì thực sự rất khó khăn. Làm sao nuôi? Yeah. Ai đưa rước học hành? Hồi đó nó vợ tôi đi bằng công ty.
Thì tôi đúng lẽ ra tôi phải mà bảo vệ 12 tiếng. Tôi chỉ mần có 6 tiếng từ là 5 giờ chiều tới 11 giờ đêm. Đó, thời gian ban ngày đặng là tôi chợ búa tắm rửa đưa con cái học hành chùi rửa lau toàn bộ mà. Vợ tôi là nói chung là nó mần công ty về thấy nó mần cũng vất vả có khi đăng ca. Sau thời gian nó nói rồi em đi sinh nhật bạn đi đám cưới bạn này kia thì cấp đó thầy về tôi cũng không nói gì nhưng mà cái này là nhờ con tôi nó học lại chị tôi ý biết là vợ tôi có tình nhân với mấy cái người ở địa phương á Gọi là con gái phát hiện được. và con gái phát hiện đứa 7 tuổi á Phát hiện được. mà cô năm nó học học cấm ha không cho mày nói với cha mày mày biết cha mày á là bệnh thần kinh mà nếu nói biết đâu cha mày á điên cuồng lên giết mẹ con mày chết hết làm sao thành ra nó cũng giấu luôn Ê, khổ thì quá. tôi bây giờ tôi nguyện vọng là tôi tìm được con còn vợ tìm được vợ để biết con mình nó sống như thế nào có học hành được không đó rồi sau này tới lui để nó biết cha nó với mấy bên nội nó gì sau này mẹ nó mà có chồng khác thì cũng còn cô bác chú Anh có nghĩ lo cuộc rằng sống cho nó chứ tôi giờ tôi hết hy vọng rồi hết hy tôi hết vọng. hy vọng chứ bây giờ sức khỏe tôi làm gì cái bụng nội chú nè mổ Trời nè ơi. thì đây xuống tới như này ấy Vâng. treo cái bọc đây mà nhờ chẳng qua là cái số tôi á Vẫn là còn. cái mạng lớn ai cũng nói chết rồi đưa cái ruột vô được rồi giờ còn phải điều trị ung thư ung bướu Trời nhưng mà bác ơi. sĩ nói giảm được 50% rồi chắc Vậy. là thời gian cũng hết Vẫn đang thành cố ra gắng. mỗi tháng bây giờ tôi cũng tốn vài 3 triệu à Vài ba triệu bao giờ mình bán vé số này thì cũng đủ đủ để chữa bệnh thôi thì tiền đâu ăn đấy anh. hà không đủ Không thì đủ coi như mốc mốc á, là ngày hỏi bán có 100 tờ vé số à rồi không không ăn không uống sinh hoạt gia đình hàng ngày sao sống với thằng em á, nào ngay nghe em nó cũng không vợ nó có cái vườn dừa với trồng chuối này kia rồi. nuôi Trời ơi. cá thì coi như nó nuôi Khổ dữ vậy. Vậy là nương và tựa vào người em. còn khi nào mà tới tháng mà lãnh thuốc ở Cần Thơ tái khám á mà thiếu 1-2 triệu thì nhờ anh với chị gửi tiền cho nhưng mà bây giờ sức khỏe mình bư vào được bư vào chứ chờ người ta cho khổ lắm Rất thương ha. Bây giờ nếu mà thực sự mà vợ của anh ấy trong thời gian vừa qua có đi theo người đàn ông khác nhưng đến giờ phút này có thể là chia tay rồi mà vợ anh muốn quay lại để chăm sóc anh những năm tháng còn lại, anh có đồng ý không? không tôi nghĩ rằng vợ tôi không bao giờ quay lại nếu mà vợ tôi muốn quay lại ít ra nó cũng phải cho con nó biết cha Đúng rồi. tức nghĩa là dòng sáu máu uổng mà con biết cha thì con nó phiên lên à, còn này nó cắt luôn nó không cho tôi là cái đường để tìm con Anh bây có giờ tôi chỉ nguyện tôi tìm con để biết con mình nó cái cuộc sống cái học hành nó như thế nào đặng là sau này tôi hay hoặc là cô anh chị em tôi á đặng là hỗ trợ lo cuộc sống cho nó chứ lỡ mà nó sống với cha ghẻ trúng nhầm thằng cha ăn nhậu quậy quạng rồi hỏi con mình là con gái mà sống gặp cảnh cha ghẻ gì chịu nổi không nhưng mà tôi tin chắc rằng con tôi có học thi chăng nữa cũng có lớp 3 trở lại không bao giờ lên được lớp 4 thì ai đưa rước nó học hành đó. Rồi thằng cha ghẻ không lẽ mà đi ôm nuôi con người ta thì nó lúc đó vợ tôi cũng còn nhỏ tuổi rồi con mày con tao nữa thành ra tôi thương con tôi là tôi nguyện vọng tìm gặp gì thôi à chứ Vợ anh tôi ạ. không quan tâm tới vợ tôi về sống với tôi nữa Vợ anh năm nay 39 tuổi mà đi cách đây 85. Có nghĩa dạ là thời điểm 31 32 tuổi rồi ba là mốt 32 ôm hai đứa trẻ đi ôm và bỏ hai đứa chồng. trẻ đi Trước đây là anh nói chung là anh ở nhà là anh không có tật xấu gì đúng không 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 có gì đó không? coi như là không có cãi cự chữ vợ mà tánh tôi á không có nhậu nữa không có nhậu bài bạc không chơi số đề không chơi à, tôi chỉ biết mần rồi á lo con cái trong nhà không à Anh nói chung là rất thương và rất quan tâm đến vợ và các con. nha Nhưng mà đôi nhưng khi là mà tại vì vợ nó đua đòi nó chê tôi là mần đồng lương ít rồi xe cộ nó kêu tôi sắm cái xe 50 triệu trả góp Trời mà ơi. mai nhờ tôi hồi thôi có nhiều rải nhiều sắm trả góp rồi mình mần chắc đủ người ta ăn chứ phải trả góp nó tụm luôn cái xe 50 triệu rồi tôi ngồi đó chắc là tôi vô tù đó chứ tiền đâu tôi trả Khóc tiếng mán luôn. nha Còn là hiện nay thì anh về đây nhờ anh em về sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tin tìm vợ và đặc biệt là tìm hai người con. Để nha hy vọng là các con của anh đang biết được thông tin ba mình đang đi tìm. nha Và cũng mong muốn là những ngày cuối đời mà không may mà anh có nằm xuống thì nha
Hy vọng là các con anh về anh nhìn anh nhìn mặt lần cuối. Dạ, Đúng không ạ? Và để biết là biết là bên nội, rồi sau này nó tới lui, ví dụ như nó có mà cái khổ sở gì thì anh em chị em tôi cũng có kẻ giàu người nghèo, còn bên vợ tôi nó nghèo sơ nghèo sát mà nó cấu xé với nhau á, ra tôi hy vọng, tôi sợ con tôi á là nó khổ thôi, chứ tôi đâu có hy vọng mà tìm con để mà giúp đỡ gì, con mình còn nhỏ có mà vô đồng bạc nào mà tìm nó kiếm tiền bạc. Nói chung là anh chủ yếu là mong muốn đến giờ phút này thực sự là anh cũng rất nhiều căn bệnh trong người và Dạ rất yếu, tinh tinh thần và sức khỏe hiện nay là vô cùng yếu. Hỏi vậy chứ một cái tâm thần kinh đó, nó ổn thì mình còn nói chuyện trả lời tới trả lời lui, khi nó không ổn chú nổi chú hỏi cái này tôi trả lời cái khác đó. Rồi cái mổ xẻ đó, 2-3 lần rồi cái ung thư nữa, anh ra giờ tôi ngày nào cũng phải có uống thuốc nhà nước cấp rồi thuốc Biên Hòa, khi mà bác sĩ Biên Hòa nói khi mà thần kinh mà anh hơi đau đau cái đầu phải uống cặn vô liền, chứ bỏ qua khoảng chừng 5-7 bữa là coi như nó rối loạn đầu óc là lang bang liền đó. Nhưng mà có thuốc đó lúc nào cũng trực Nói chung rồi là bây giờ ấy thì dù gì thì bây giờ anh cũng có thể là anh sẽ khỏe hơn những thời điểm khỏe trước. hơn, khỏe coi như 70% về cái đầu óc, còn cái sức khỏe thì nó cũng bình phục được khoảng 50%. Em hy vọng là anh hãy tỉnh táo Dạ nhé, anh hãy tỉnh táo và suy nghĩ bởi lại để tìm cách bởi vậy nhiều người ta thôi bây giờ thôi con cũng lớn rồi nó nuôi nổi để nó nuôi đi, bây giờ tập trung sớm chuyện bà con dòng họ, mà mày tập trung lo cái bệnh của mày á, mày suy nghĩ á thì nó khùng, còn cái kia mổ xẻ mà mày đi đứng á, mà nếu mày mần nặng mày ham tiền thì nó đau bụng đau ruột nó đứt ruột mày chết à, rồi cái ung thư nữa, thành ra giờ ba cái nó dập, nhưng mà nói chung á mình thoát qua cái sự chết rồi, nhưng mà tóm gọn lại á là cái nào nó cũng giảm được 60-70% mà, thành ra bữa nay vía tới đây mà ngồi nói chuyện mà lên quay phim được như gì nè. Bây giờ này, anh hãy nói chuyện thẳng thắn rõ ràng trên video này để hy vọng là vợ và đặc biệt các con của anh nếu xem video này hãy suy nghĩ lại mình là tình người. Dù rằng vợ chồng không còn tình cảm nữa thì cũng phải còn cái tình nghĩa. Mà đặc biệt là các con của anh cũng phải biết rõ là anh là ai, ai là Dạ, ba, ai là cha? ai là biết cội Bởi nguồn vì mà anh lên tiếng. tôi hy vọng là cho con nó biết, cha con biết nhau. Anh hãy nói chuyện với các con của anh trước, nói chuyện với vợ sau, anh hãy nói chuyện đọc tên các con của anh. Cha là Nguyễn Văn Khoa, trong thời gian mẹ dẫn con là Nguyễn Thị Mỹ Linh, sinh năm 2008, và Nguyễn Thị Mỹ Duyên sinh 2011. Cha hy vọng tìm được gặp mẹ con. Dầu mẹ con có thương cha hay không thì cha không bắt buộc, nhưng cha chỉ yêu cầu được gặp hai đứa con là mãn nguyện cuối cùng. Khi cha mà lỡ nhắm mắt thì con biết cô chú bên nội, con về tới lui chỉ có bao nhiêu đó thôi, Gọi là mong muốn nhất là được gặp là các mong con muốn nhất trong đời, lần cuối. lần cuối cùng của cha. Để nếu mà sau này anh có nhắm mắt xuôi tay thì các con của anh biết là cội nguồn mình ở đâu. Đúng không ạ? Bởi vì theo anh thông tin anh chia sẻ là vợ anh bỏ nhà ra đi và suy bì và lương ít. Vì vậy cho nên là đua đòi với một số đám bạn. Nó tóm gọn lại là nó có bồ có tình nhân rồi nó bỏ đi, chứ vợ chồng không có cự cãi không có gì hết đi. Mà khi mà tôi làm bảo vệ về á, tôi kêu mẹ con ơi bây sao nhà cửa trống lỏng, giờ này chưa ngủ, tôi còn chưa tin là tôi nghĩ rằng bữa nay mẹ con nó vẫn chơi trốn mình cho mình kiếm chơi. Nhưng mà khi tôi kiếm vòng vòng khu vực đó cả tiếng đồng hồ đi qua bên nhà chị tôi không thấy nữa, thì cái người sát bên nhà là anh Tân á, anh nói chiều rằm thứ bảy á, là rằm thứ bảy tháng 8 2015 á, một chiếc xe, một người cô gái với một thằng thanh niên á, là hai chiếc chạy lại đây là chở mẹ con nó đi. Tao nghĩ rằng là mẹ con nó đi chơi thôi, chứ nếu tao phát hiện mà hay mà sự việc nó có tình nhân đó, tao điện cho mày hay rồi đó, Trời là như ơi, vậy đó, là từ đó tới sau nó biệt tích luôn, gọi là cái người hàng xóm, người một người anh nhà hàng xóm phát hiện được, sát bên vách. phát hiện được nhưng Còn mà rất tiếc là hôm nay anh không phát hiện được. không không phát hiện được, coi như ở đi cái đi, mà tôi còn chưa tin là vợ tôi khi mà anh Tân sát bên anh nói vậy tôi còn chưa tin nữa. Tôi chắc vợ tôi nó trốn lẩn quẩn, nó lâu lâu nó giỡn chơi mình vậy thôi. Nhưng mà hồi lúc trước á,
khoảng 4 5 tháng trước á, nó hay nói giỡn giỡn thôi, có ngày á là tôi bỏ ông tôi đi để hai đứa con lại cho ông, con cưng ông mà, hai đứa này nói đeo ngủ với cha không, không bao giờ ngủ với mẹ, đeo dính khắn nữa đó. Cái tới chừng mà nó đi rồi á, nó hồi nếu tôi để hai đứa con lại cho ông á, ông không có điên đâu, tôi dẫn đi ông đi điên ông đi chết. Ông điên ông đi lạng quạng ở ngoài đường ngoài xá, xe nó cắn ông chết. Trời ơi. Rồi như vậy còn tình nghĩa gì nữa. Thế khổ. Rồi ơi. Bắt đầu nó cúp cái số điện thoại nó luôn. Tới giờ thì trong cái thời gian khoảng 2 năm về trước á, thì nó nhờ bà dì á chạy vô lấy hộ khẩu với cây xanh cái này cái kia nè, để mà chứng minh cho con nhỏ là Nguyễn Thị Mỹ Linh sinh 2008 á, thì bên tôi á là không có đưa. Đó tôi không để đó. Nếu sau này mà nó muốn mần á thì bây giờ mẹ nó không về thì mẹ nó chỉ ở cha mẹ ở đó, thì tôi sẵn sàng đem giấy tờ ra tôi mần thủ tục giấy tờ tôi lo cho con tôi hết, chứ không phải là tôi để nó như vậy. Rất tội cho một người cha đúng không? Hiện nay em đang mang trong người rất nhiều căn bệnh phải nói quá ác. Mà nếu nói ngay, nếu mà chú hỏi như vậy mà tôi càng nhớ nhiều á ha, là coi như từ đây tới chiều tôi không ăn được hột cơm luôn. Rồi ok anh, bây giờ này, cái cuộc trò chuyện của mình hiện nay là cũng tương đối rất dài, là hơn 20 phút rồi. Anh chia sẻ là hiện nay cũng rất nhiều cái cảm xúc của anh trong rất nhiều thời gian vừa qua, về đây là thương vợ và nhớ con. Bởi vì 8 năm qua là đó là một cái thời gian, là quãng thời gian rất dài đối với một người bệnh, đặc biệt là những lúc 5 tháng có thể là anh bị đau bệnh. Hy vọng là có người thân và đặc biệt các con của anh đến nhìn anh hoặc đến thăm anh, hoặc là có thể là vợ người vợ mình đến chăm sóc mình những cái ngày tháng đó. Nhưng mà rất tiếc là vợ của anh và các con của anh không có mặt kịp thời và không có mặt ở những thời điểm đó. Thì thực sự là cũng rất đau khổ thôi, nhưng mà dù gì thì bây giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi. Mình phải giữ cái bình tĩnh, sức khỏe mình là ưu tiên trước đi. Mọi chuyện việc đó là không phải là mình vô trách nhiệm. Mọi chuyện thì nó cũng đã xảy ra rồi. Rồi. Thì hy vọng là hôm nay thì anh cũng về chia sẻ cái câu chuyện, cái cảm xúc của anh. Thì các anh em ở Bình Dương thì xin phép đăng tải tất cả thông tin, cái nội dung của anh lên tất cả trang mạng xã hội, để hy vọng là vợ và đặc biệt các con của anh, một bé năm nay 12 hoặc 13 tuổi và một bé 15 tuổi, hai bé gái này nếu xem video này, thì dù gì đây cũng là một người cha mình, dù bất kể tình huống, dù rằng như thế nào nhưng vẫn là cha mình. Đó thì hy vọng là các bé hãy xem suy nghĩ lại để tìm cách để quay trở về, đặc biệt là để thăm ba lần cuối. Có mần giấy mần tờ gì liên hệ số điện thoại với cha. Và rồi. Sau đây cũng xin phép tôi có ghi cái số tài khoản phía sau lưng này, tại vì có những cái người mà phiền á. Là người ta kêu có lên mạng mà hoàn cảnh biết á, đặng người ta có gì giúp đỡ anh, hỗ trợ chuyển tiền cho tôi xin chân thành cảm ơn. Rồi bây giờ anh có thể anh đọc lại cái số điện thoại của anh ạ. Số điện thoại là Nguyễn Nhân Khoa 0797473225, số người thân 0785516771. Rồi số tài khoản của anh là bao nhiêu? Số tài khoản là 7621300145741. Rồi Nguyễn Nhân Khoa. Ngân hàng là gì anh? Ngân hàng BIDV. Ngân hàng VIBank đúng không? Hay là ngân hàng gì? Ngân hàng quốc tế đúng không? Chữ B, chữ Y, chữ Y, V, chữ V. Ngân hàng VB. Rồi bây giờ này, nếu như các cô chú chị, nếu mà ai biết được cái tình trạng và cái hoàn cảnh của anh Khoa hiện nay, nguyên quán là Cần Thơ mà hoàn cảnh của anh vô cùng rất đặc biệt. Thì các cô chú anh chị có thể là liên hệ cho các anh em hiệp sĩ Bình Dương, hoặc liên hệ cho trực tiếp cho số điện thoại cho anh, để có thể là hỗ trợ anh một phần nào đó trong thời gian này. Bởi vì anh hiện nay là đang mang trong mình rất nhiều căn bệnh, và đặc biệt là vợ và các con đã bỏ anh đi rất nhiều năm qua. Đây là hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Hy vọng là các cô chú anh chị hãy bớt chút một ly cà phê để ủng hộ giúp đỡ anh. Còn các cô chú anh chị có thể là nếu như không liên hệ được với cho anh Khoa thì có thể liên hệ cho anh em hiệp sĩ Bình Dương. Thì các anh em sẽ cố gắng để kết nối để cho anh Khoa là có một cái cuộc sống tốt hơn trong thời gian tới. Rồi hôm nay anh Khoa về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình, anh có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ và đặc biệt tìm các con anh không? Anh có đồng ý không? Đồng ý. Và nếu mà được cộng đồng mạng và bà con hỗ trợ những việc gì, khi mà tôi tìm được, trước mắt là tìm vợ với tìm con, bởi vì cái hình con hồi nhỏ mà nó lớn lên chưa chắc gì mình nhìn nó mà mình biết nó mà nó biết mình phải biết vợ, vì mẹ vẫn đi thì tìm ngay mẹ thì biết con ở đâu rồi đó, là chủ yếu. Còn sự việc mà nếu có thương tình mà giúp đỡ hoàn cảnh tôi gặp khó khăn
hoặc giả như những chuyện khác, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả. Dạ em cũng không biết nói gì hơn cả. Thực sự câu chuyện của anh gây rất nhiều cái nhức nhối, đau đớn, đúng không ạ? Đúng. Rất tội. Hồi sáng bước vô mà nói ông thần kinh hay gì là đúng không? Dạ, thì bây giờ thế này, thì hôm nay thì cái câu chuyện của anh hiện nay là cũng rất dài, là nửa tiếng rồi. Dạ. Thì em cũng xin phép là đăng tải tất cả thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội. Yeah. Hy vọng là các cô chú chị nếu ai biết được thông tin chính thức vợ hoặc các thông tin tên của các con anh, thì mọi người các cô chú chị có thể liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương theo số điện thoại 0913785858. Anh em sẽ tìm cách để gọi anh để cùng nói chuyện với vợ và đặc biệt các con, cho các con anh có thể gặp anh. Yeah. Quý video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Yeah. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.